Chiều nay, Sở Công Thương tổ chức lễ tôn vinh nhân dân, nghệ nhân ưu tú, trao danh hiệu nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ năm 2020 và tổng kết trao giải hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tham dự sự kiện. Với ý nghĩa tôn vinh nghề thủ công truyền thống, giới thiệu vinh danh các nghệ nhân thợ giỏi, những người đã có công xây dựng truyền nghề cho các thế hệ. Trong năm 2020, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân cho ông Trần Duy Mông, nghề Kim Hoàng và 9 nghệ nhân ưu tú gồm Đoàn Minh Căng, Phủ Vang, Nguyễn Văn Chư, Nguyễn Đăng Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Thân Văn Huy, Phùng Hữu Thái, Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Viện, thành phố Huế. Các nghệ nhân được phong tặng lần này hoạt động ở các lĩnh vực như kim hoàng, điêu khắc gỗ, diều, hoa giấy và đúc đồng. Có 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, hiểu biết sâu sắc về nghề, truyền dạy và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ. Được biết đến thời điểm này, Thừa Thiên Huế có 37 nghệ nhân, trong đó có 3 nghệ nhân nhân dân, 13 nghệ nhân ưu tú, còn lại là nghệ nhân cấp tỉnh. Về hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020, căn cứ theo 4 tiêu chí chính, đó là tính văn hóa, khả thi, tính sáng tạo độc đáo và tính thẩm mỹ. Hội đồng chấm thi đã thống nhất trao một giải nhất cho tác phẩm Bộ dĩa Pháp Lam Lâm Phùng, một cặp dĩa rồng phùng đường kính 25cm, một cặp mâm rồng phùng đường kính 25cm của nhóm Đồ Hữu Triết đại diện Trần Nam Long, Nguyễn Quốc Hiếu, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng biểu dương những nỗ lực của các nghệ nhân. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương đề nghị các cá nhân được phong tặng tiếp tục phát huy nỗ lực sáng tạo trong việc nghiên cứu mẫu mã, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, chế tác ra những tác phẩm mang đậm bản sắc Huế, văn hóa dân tộc Việt Nam, tích cực truyền dạy nghề cho nhiều thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giữ nghề truyền thống, xứng đáng với danh hiệu cao quý đã được nhà nước trao tặng.